tạp chí Hi-Fi TV rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Với 30 năm kinh nghiệm, Wilson Benesh, thương hiệu loa cao cấp đến từ Anh, xứng đáng là đại diện cho thế hệ mới của quốc gia giàu truyền thống high-end này. Tập trung mạnh về mặt nghiên cứu và phát triển, mỗi cặp loa của Wilson Benesh vừa đem đến sự thỏa mãn về ngoại hình, vừa khiến người nghe tò mò tự hỏi liệu chất âm của cặp loa này sẽ như thế nào. Trong năm 2019, Wilson Benesh đã chính thức đưa ra thị trường dòng loa sơ nhập Precision để kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hãng. Đây không phải là một series sản phẩm có quy mô lớn geometry, thế nhưng lại là dòng loa thể hiện rõ nỗ lực của họ trong quá trình đem sản phẩm của mình đến với một phần khúc khách hàng rộng lớn hơn. Hiện tại, Precision đang sở hữu 3 mẫu sản phẩm là cặp loa bookshelf P1.0 và 2 cặp loa sàn đứng P2.0 và P3.0. Tuy là dòng loa sơ cấp, Precision cho thấy rằng ngay cả những cặp loa phân khúc thấp hơn cũng rất được hãng quan tâm về mặt chất lượng. Dòng sản phẩm này được áp dụng khá nhiều công nghệ từ series loa cao cấp geometry nhưng vẫn sở hữu những thiết kế riêng để đem đến chất lượng trình diễn tốt nhất trong tầm giá dễ tiếp cận hơn. Để làm được điều này, thùng loa làm từ vật liệu ACT monocoque không còn nữa. Thay vào đó là sự kết hợp giữa nhôm và ván gỗ bù lỗ ép với hệ thống gia cố chắc chắn bên trong để đảm bảo độ cứng chắc của thùng loa. Cấu trúc của thùng cũng được thiết kế để đảm bảo giữa độ cứng chắc và khả năng giảm trơn tốt. Yếu tố thẩm mỹ là một điều không thể không nhắc đến khi Wilson Benesh cung cấp nhiều màu hoàn thiện cao cấp khác nhau cho dòng loa này. Điểm chung của cả 3 mẫu loa này là được trang bị Rival Twitter Neonardo và Rival Midrange hay Woofer Tactical. Twitter Neonardo là mẫu driver được thiết kế dành riêng cho dòng Precision, không giống như Twitter Semisphere ở dòng Geometry. Leonardo không sử dụng thiết kế vòng lụa kết hợp sợi carbon để mở rộng đáp tuyến tần số mà chỉ dùng vòng lụa mềm thông thường. Do vậy đáp tuyến chỉ lên tối đa 24 kHz. Tuy nhiên, driver này vẫn được lắp trên tấm faceplate Fibonacci mượn từ cặp loa đầu bảng Eminent. Tấm faceplate này được làm hoàn toàn từ sợi carbon, bề mặt dạng cấu trúc mãng tinh thể tạo thành một ống dẫn sóng nông. Fibonacci có thể kiểm soát giao thoa giữa âm trực tiếp từ Twitter và âm phản hồi từ tấm faceplate. Nhờ vậy, đáp tuyến tần số sẽ trở nên cực kỳ phẳng. Theo Wilson Benesh, faceplate phẳng thông thường tạo ra quá nhiều đỉnh và đáy trên đáp tuyến tần số của khoảng âm do Twitter tạo ra. Vùng bề mặt Fibonacci được tạo ra nhờ vào công nghệ in 3D, do đó có độ chi tiết và chính xác cực kỳ cao so với công nghệ gia công thông thường. Cũng như Twitter Semisphere, Neonardo sử dụng nam châm neodymium ở khoảng phía sau để đảm bảo nhiệt độ không quá cao nhưng tư lực vẫn đủ mạnh cho mọi hoạt động. Rival Tactic 2 trang bị cho dòng Precision trên thực tế là một trong 35 biến thể của Rival Tactic 2 do Wilson Benesh sản xuất. Và thế hệ hiện tại của loa Rival này là thế hệ thứ 3 với tên mã Bishop. Khi phát triển biến thể này, mục đích của nhà sản xuất là tạo ra một loại Rival đa chức năng, có thể sử dụng làm Rival Mirror, Woofer, Mid-Woofer hoặc trở thành một phần của hệ thống Rival Woofer trong cấu trúc Isobaric. Mang loa có đường kính 170mm được làm từ một loại vật liệu đặc biệt có tên là Isotactic Polypropylene. Nếu như Polypropylene thông thường ở dạng một khối vật liệu đông nhất thì Isotactic Propylene lại xuất hiện dưới dạng sợi dệt, có độ bền chắc cao hơn nhiều lần trong khi khối lượng vẫn rất nhẹ. Điểm độc đáo của loại vật liệu này chính là sự cân bằng giữa độ cứng chắc cực kỳ cao cũng như khả năng tự giảm rung chấn rất tốt, điều mà polypropylene thông thường không thể nào có được. Nhìn chung, khác biệt lớn nhất giữa 3 mẫu loa nằm ở chủng loại, số lượng driver và cách tinh chỉnh. P1.0 là mẫu loa bookshelf 2 đường tiếng cơ bản, được trang bị một Twitter Leonardo và một Mismatch Tactical. Loa có kích thước 1025mm x 348mm x 368mm và nặng tới 30kg, do bộ trần kề loa trên thực tế là một phần không thể tách rời. Độ nhạy của loa là 89dB và chiều kháng tối thiểu là 4 ohm, do đó người dùng nên sử dụng một âm ly chất lượng tốt, có hệ số damping cao để kiểm soát cặp loa này. Đáp tuyến tần số của loa tương đối mở rộng và bằng phẳng, phạm vi từ 38Hz đến 24kHz, chênh lệch 2dB chắc chắn là một con số đáng kinh ngạc với bất cứ cặp loa bookshelf nào, bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc những giải trầm do nó thể hiện sẽ không thua kém gì những cặp loa sàn đứng cỡ nhỏ với cùng chiều cao và bề ngang nhưng thể tích lớn hơn hẳn. Trong khi đó, P2.0 là mẫu loa sàn đứng 2.5 đường tiếng với 3 driver gồm một Twitter Neonardo, một driver Mirren Tactic 2 và một driver Bass Tactic 2. Bài driver này xếp theo cấu trúc MTM với Twitter đặt ở giữa hai driver còn lại.
Thùng loa chia thành 3 khoang, với khoang trên cùng cho driver mid-rain, phía dưới là khoang chứa cụm tweeter, woofer, trong khi khoang phía dưới cùng dành riêng cho cổng bass phản xạ hướng sàn. Kích thước của mỗi chiếc loa không quá đồ sộ, với độ dài các cạnh 1105mm x 269mm x 472mm nhưng lại nặng tới 55kg. Nhằm hỗ trợ cho các dải châm, P2.0 còn được thiết kế cổng bass phản xạ hướng sàn. Bản thân loa cũng được đặt trên các chân nón cách ly để chống rung trần tốt hơn. Độ nhạy của loa là 89dB và chiều kháng là 6 ohm. Do đó trên lý thuyết, đây là một cặp loa tương đối dễ đánh, ngay cả đối với các âm ly công suất không quá mạnh, chỉ khoảng vài chục watt đổ lại. P3.0 là mẫu loa lớn nhất của cả dòng, với cấu trúc 2.5 đường tiếng, sử dụng nhiều hơn P2.0 một driver Tactic 2. Các driver nằm trong 3 khoang khác nhau, với khoang trên cùng chứa driver woofer quãng cao và tweeter, hai khoang phía dưới lần lượt chứa driver mid-range và woofer quãng thấp. Nếu nhìn đằng sau loa, mọi người sẽ nghĩ rằng P3.0 sử dụng 2 cổng bass phản xạ, nhưng theo bản sơ đồ thì thực tế phải là 3, với cổng cuối cùng được dành để thiết kế hướng sàn. Với kích thước các cạnh cụ thể 1255mm x 269mm x 472mm, chúng ta có thể coi P3.0 là một cặp loa cỡ nhỏ hoặc vừa. Tuy nhiên, khối lượng 59kg mỗi chiếc đã cho thấy lượng kim loại dùng trong những thùng loa nhiều như thế nào. Bên cạnh đó, do cách phân chia khoang tròng hợp lý, thể tích thực của thùng loa cũng lớn hơn hẳn so với những cặp loa có kích thước tương đương. Nếu xét về đặc điểm chất âm của 3 mẫu loa, ta sẽ thấy sự khác biệt không quá rõ rệt. Dòng Precision nhìn chung thiên về xu hướng hài hòa giữa nhạc tính và độ chính xác. Bên cạnh tốc độ và sự chính xác, những cặp loa này còn có độ mượt mà, sự thanh thoát dễ nghe rất hiếm thấy. Mặc dù các đặc điểm này khi dung hòa với nhau khó có thể hiện ra được một cách tốt nhất, chúng vẫn đem đến sự cân bằng nhất định, từ đó có thể phù hợp với nhiều thể loại nhạc khác nhau. Wilson Benesh Precision sẽ khiến cho bất cứ ai khi nghe cũng phải ngạc nhiên vì những gì mà dòng loa này đem lại. Tuy mức giá không quá cao, khi so sánh với những cặp loa trong series Geometry, chúng vẫn sở hữu nhiều đặc điểm công nghệ từng được áp dụng ở các cặp loa cao cấp hơn, cho thấy Wilson Benesh thực sự nghiêm túc khi phát triển dòng loa này. Bên cạnh đó, việc lựa chọn âm ly cho các mẫu loa Precision cũng dễ dàng hơn so với Geometry khi mà các âm ly cùng tầm giá như Hagen hay Audioflight vẫn có thể phối ghép cùng và đem lại hiệu quả cực kỳ khả quan. Quý vị và các bạn vừa cùng tìm hiểu về dòng loa Precision của thương hiệu Wilson Benesh. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.